Đại gia Phúc Ito mua mũ vàng 2kg đính tên bằng 260 viên kim cương. Đại gia Phúc Ito được mệnh danh đeo nhiều vàng nhất Việt Nam với 13kg trên cổ, lại chơi lớn khi tậu một chiếc mũ băng vàng giá 2 tỷ gồm 53 cây vàng và có đính 260 viên kim cương để tạo thành tên của mình. Phúc Ito cho biết chiếc mũ nặng 2kg được thiết kế riêng cho vừa với kích cỡ đầu của anh và được đặt làm cách đây 7 tháng. Chiếc mũ có hình dạng lưỡi chai. Để tạo ra chiếc mũ này, những người thợ đã phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương. Mỗi viên có giá trị 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ XO. Biệt danh của anh Phúc trên mũ. Trị giá của món đồ đặc biệt này lên tới 1,8 tỷ đồng. Phúc XO tâm sự. Từ nhỏ, anh đã có ước mơ được sở hữu trọn bộ quần áo phụ kiện trên người làm bằng vàng và đến nay điều đó đã thành hiện thực. Ngoài chiếc mũ gần 2 tỷ, anh cũng đang đặt làm một chiếc áo băng vàng. Đại gia Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phú, sinh năm 1982, là một chủ quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Anh vốn nổi tiếng là người đam mê vàng. Hàng ngày, đại gia Phúc XO thường ra đường với 13kg vàng trên người. Anh Phúc cho hay, số vàng anh mang trên người với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, gồm combo dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc khoảng 1 phần 2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg. Vị đại gia này chia sẻ, lý do gồng mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thủy và được thầy phán đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn. Anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước, trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng khủng trên người. Ngoài việc đeo vàng đầy trên người, vị đại gia này lại có một buổi livestream quay trực tuyến để khoe xưởng luyện vàng riêng, chuyên dùng để chế tạo các trang sức có kích cỡ khủng mà anh thường đeo trên người. Đối với Phúc Ito thì vàng được tính theo đơn vị kg hoặc là thau và anh có sở thích nấu lại vàng thành từng cục lớn, chơi cho nó mới chuẩn. Đặc biệt, tất cả những món đồ bằng vàng được anh sử dụng đều phải khắc chữ XO để đánh dấu thương hiệu riêng của mình. Tuy nhiên, đối với vị đại gia Sài Thành này, việc đeo vàng trên người dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn của anh. Trong dịp Tết vừa qua, anh còn vừa tạo thêm cho mình 3 chiếc mô tô hàng độc được mạ vàng để thỏa mãn niềm đam mê. Tổng cộng, anh đã chi hơn 1,5 tỷ đồng để mạ vàng 3 xe mô tô. Ngoài thuốc chơi vàng, anh Phúc còn có một sở thích sưu tầm rượu ngoại, quý và hiếm. Anh dành một phòng riêng để trưng bày những chai rượu bạn bè, người thân tặng trong dịp sinh nhật và những dịp quan trọng. Trong số rượu này, có chai nắp bằng vàng, có chai rượu hơn 100 năm. Bên cạnh đó, Phúc Ito còn có thú vui chơi xe, sưu tầm biển số xe đẹp và cả sim số đẹp, sim tứ quý, v.v. Không chỉ nổi tiếng với sở thích chơi ngông, đại gia Phúc Ito còn được nhiều người biết đến vì thường xuyên đi làm từ thiện. Mới đây, vị đại gia vàng này chia sẻ đã rao bán chiếc xe máy mang biển số Ngũ Quý 8 với giá 200 triệu đồng và 500 đôi dép da cá sấu có gắn vàng, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng và dùng số tiền này để làm từ thiện. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.